Jong Jin chính thức nắm tuyển U22 Việt Nam. Trợ lý đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo, Lee Jong-jin chính thức được VFF trao quyền nắm tuyển U22 với trọng trách tìm vàng tại SEA Games 30 tháng 11 tại Philippines. Nhà cầm quân 55 tuổi là người đề ra các phương án tác chiến của Việt Nam dựa trên cố vấn của thầy Park. Với vai trò mới thì Lee Jong-jin tiếp tục nhận được những cố vấn từ người đồng nghiệp thân tín khi dẫn dắt tuyển U22 Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, ông từng khoác áo tuyển Hàn Quốc tham dự hai kỳ World Cup 1994 tại Mỹ và 1998 tại Pháp. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện kiêm cầu thủ từ năm 1997 tại câu lạc bộ Anyang LG Titans, sau đó là FC Seoul. Đến năm 2015 thì Lee Jong-jin huấn luyện Daegu FC chơi tại K-League. Năm 2019, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành 3 nhiệm vụ: vòng loại U23 châu Á 2020, vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Do thời điểm cuối năm cùng lúc hai đội U22 và đội tuyển tập trung, huấn luyện viên Park đề xuất Lee nắm U22 và được VFF chấp thuận. Trước mắt, hai ông thầy người Hàn cùng chung trách nhiệm gánh vác U23 Việt Nam tranh suất vào vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 3 tới đây. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Sức Sống Thể Thao. Vào ngày 24 tháng 2, giải vô địch U22 Đông Nam Á diễn ra của so tài được người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm. Đó chính là trận bán kết giữa đội tuyển U22 Việt Nam và U22 Indonesia. Trái với buổi tập kín của đội tuyển U22 Indonesia, đội tuyển U22 Việt Nam tỏ ra thoải mái tập luyện trước sự quan tâm đông đảo của báo chí Indonesia và Việt Nam. Buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều. Do đã quen với thời tiết nắng gắt tại Phnom Penh nên các tuyển thủ bắn nhịp nhanh vào các bài tập. Ngoài những bài khởi động quen thuộc, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu các tuyển thủ thực hiện những phương án tấn công từ hai cánh rồi tạt vào trong cho các tiền đạo dứt điểm. Bên cạnh đó, những bài tập phối hợp ở đoạn ngắn cũng được áp dụng trong buổi tập vào chiều ngày 23 tháng 2. Một tin không vui là tình hình chấn thương của tiền vệ Lương Hoàng Nam có dấu hiệu xấu đi khi anh phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian của buổi tập. Trước trận bán kết, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện sự thận trọng và đánh giá cao đối thủ đội tuyển U22 Indonesia. Đội Indo là một đội bóng rất có những cầu thủ rất là chất lượng, một đội bóng tốt trong cái thời gian rồi người ta thi đấu có nhiều cái thành tích từ cái U19 cho đến bây giờ. Nên về phía Việt Nam chúng tôi cũng đã có những cái sự tính toán để chuẩn bị cho cái trận đấu ngày mai, và đặc biệt là chúng tôi tập trung rất là cao để chúng tôi giành chiến thắng. Ở buổi tập trước trận bán kết của đội tuyển U22 Việt Nam, các phóng viên Indonesia cũng có mặt để đưa tin. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng bất bại từ đầu giải tới nay đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới truyền thông. Trận bán kết 1 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 trên sân vận động Olympic. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trợ lý huấn luyện viên người Hàn Quốc ông Lee Jong-jin sẽ là người dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 tại Philippines, còn huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung nhiệm vụ cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup. Với sự thay đổi này thì chắc chắn ông Lee Jong-jin sẽ đặc biệt quan tâm tới trận bán kết tới của U22 Việt Nam gặp đội tuyển U22 Indonesia tại giải U22 Đông Nam Á vào ngày 24 tháng 2 tới đây. Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake Up 247 2019 đã chính thức khởi tranh vòng đấu đầu tiên. Thành tích bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian vừa qua tại các giải quốc tế càng giúp cho giải đấu quốc nội này nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Và trong ngày hôm nay thì cũng đã diễn ra nhiều cuộc so tài đáng chú ý. Làm khách trên sân của câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam, nhưng các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đã có sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút đầu tiên. Bàn thắng của Minh Vương đến từ một màn solo tuyệt vời mà Văn Toàn đã tạo ra, và kể từ đây trận đấu diễn ra vô cùng cởi mở. Bàn thắng là sự giải tỏa cho những nút thắt về tâm lý giúp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tạo ra một hiệp hai bùng nổ, mà thành quả là việc có thêm 3 bàn thắng nữa được ghi do công của Hồng Duy, và ngoại binh Was có riêng cho mình một cú đúp. Bàn thắng danh dự của đội chủ nhà được ghi vào phút cuối cùng của trận đấu. Cuối cùng thì Chevron Was cũng đã ghi bàn. Kết quả chung cuộc, đội khách Hoàng Anh Gia Lai vượt qua câu lạc bộ Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam với tỷ số 4-1. Đá là tương đối tinh tế.
Ở một diễn biến khác, trên sân nhà, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Quảng Nam. Còn trong khi đó, trận đấu tâm điểm giữa đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã kết thúc với tỷ số 5-0. Nếu như tiền đạo Oma và Văn Quyết giúp câu lạc bộ Hà Nội dẫn trước ở hai hiệp đấu thứ nhất, thì ở hiệp 2, Hùng Dũng, Samson và Oseni lại giúp đội chủ nhà kết thúc trận đấu này với một chiến thắng đậm. Xin kính chào quý vị và các bạn, đây là bản tin thể thao 24/7. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với những diễn biến tại giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 247/2019. Trận đấu sớm nhất trong ngày giữa đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An và câu lạc bộ Quảng Nam. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong vài mùa giải gần đây thì năm nào cũng phải lo lắng về mặt lực lượng khi những nội binh đều lần lượt ra đi. Nhưng đội bóng này thì luôn có duyên với ngoại binh. Các tiền đạo ngoại của họ thì hầu như năm nào đã cũng chơi tốt và ngày hôm nay cũng vậy. Tiếp đó đối thủ Quảng Nam trong trận đấu khai mạc của V-League 2019, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tung ra sân lực lượng mạnh nhất của mình với những cái tên xuất sắc. Đội chủ nhà đã dẫn trước từ phút thứ 20. Từ một pha tấn công bên cánh trái thì tiền đạo trẻ Olaha Michael đã sút bóng táo bạo tung nóc lưới câu lạc bộ Quảng Nam để mở tỷ số 1-0 cho đội nhà. Trong pha bóng này thì thủ môn Văn Cường bên phía đội khách đã chơi chủ quan khi định lao ra để bắt bài đường tạt bóng của cầu thủ đối phương. Chưa dừng lại ở đó, đến phút thứ 33 đội chủ nhà tiếp tục có bàn thắng. Lần này người lập công là ngôi sao của đội tuyển Việt Nam Phan Văn Đức. Tiền vệ này đã ập vào rất nhanh để bóng cận thành từ tình huống phạt góc bên phía cánh phải. Trong phần còn lại của trận đấu thì cả hai đội đều có những cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Thắng trận 2-0, Sông Lam Nghệ An đã có sự khởi đầu thuận lợi ở mùa giải mới. Còn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai năm nay đã để Công Phượng và Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu. Dù vậy thì đội bóng này có thể sẽ điều này sẽ làm đội bóng phố núi yếu đi, nhưng ngược lại thì nó cũng là cơ hội để những cầu thủ đàn em của hai cái tên kể trên có thêm điều kiện để thi đấu. Ngày hôm nay đội bóng này đã mở đầu mùa giải một cách đầy hứng khởi trên sân của Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam. Chỉ sau 42 giây, thế quân bình của cuộc chạm trán giữa Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai đã được phá vỡ, và thật bất ngờ khi các vị khách là những người mở tỷ số. Minh Vương là tác giả của bàn thắng mà rất có thể là nhanh nhất ở mùa giải năm nay. Sau bàn thắng này, trận đấu diễn ra với một thế trận cởi mở, khá nhiều cơ hội được hai đội tạo ra, nhưng chỉ Hoàng Anh Gia Lai là tận dụng được những cơ hội mà mình có được. Sau khi Hồng Duy nhân đôi cách biệt cho các vị khách, tới lượt tân binh người Jamaica Sherwin Watts lập cú đúp đưa đội bóng áo trắng dẫn trước 4-0 trước khi Sana Khánh Hòa Biển Việt Nam có được bàn danh dự ở cuối trận. Chiến thắng 4-1 này là một khởi đầu mỹ mãn của Hoàng Anh Gia Lai trong bối cảnh họ đã chia tay cả Công Phượng và Xuân Trường ở mùa giải năm nay. Còn trận đấu muộn nhất trong ngày vừa diễn ra vào lúc 19 giờ, nhà đương kim vô địch câu lạc bộ Hà Nội gặp Than Quảng Ninh trên sân nhà. Các trận đấu giữa hai đội bóng này thì luôn sôi động và nhiều bàn thắng. Và hãy cùng chúng tôi điểm qua những diễn biến đáng chú ý nhất trong khoảng 30 phút đầu tiên. Câu lạc bộ Hà Nội ra sân với một đội hình khá mạnh, trong đó Hoàng Vũ Samson được bố trí chơi cao nhất trên hàng công và chính anh là người có cơ hội đầu tiên trong tình huống này. Nhưng Samson thì lại không chiến thắng được thủ thành Tuấn Linh của câu lạc bộ Than Quảng Ninh. Không thể ghi bàn, nhưng chỉ hơn 10 phút sau, Samson đã có pha kiến tạo điệu nghệ để Papelma ghi bàn thắng mở tỷ số cho nhà đương kim vô địch. Tới phút thứ 40 thì Văn Quyết nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà, và diễn biến cuối cùng của trận đấu này sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin thể thao tiếp theo. Trong khi đó, vào ngày mai, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết giải U22 Đông Nam Á với đội tuyển U22 Indonesia. Theo ghi nhận của các phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đang tác nghiệp tại giải đấu, buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra trong một bầu không khí khá thoải mái, và thậm chí huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn còn mở cửa với giới truyền thông của cả Việt Nam và Indonesia. Buổi tập của đội tuyển U22 Việt Nam bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Do đã quen với thời tiết nắng nóng tại Phnom Penh nên các tuyển thủ bắt nhịp khá nhanh với các bài tập. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn yêu cầu các tuyển thủ thực hiện những phương án tấn công từ hai cánh rồi tạt vào trong cho tiền đạo dứt điểm. Bên cạnh đó, những bài phối hợp ngắn cũng đã áp dụng trong buổi tập chiều nay. Một thông tin không vui là tình hình chấn thương của tiền vệ Lương Hoàng Nam có dấu hiệu xấu đi khi anh phải ngồi ngoài trong phần lớn thời gian của buổi tập. Trước trận bán kết, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện sự thận trọng và đánh giá cao đối thủ là đội tuyển U22 Indonesia. Đội Indo là một đội bóng chắc có những cầu thủ rất là chất lượng, một đội bóng tốt trong cái thời gian rồi người ta thi đấu có nhiều cái thành tích từ cái U19 cho đến bây giờ. Nên về phía Việt Nam chúng tôi cũng đã có những cái sự tính toán để chuẩn bị cho cái trận đấu ngày mai, và đặc biệt là chúng tôi tập trung rất là cao để chúng tôi giành chiến thắng. Trong buổi tập này,
Các phóng viên Indonesia cũng có mặt để đưa tin. Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng bất bại kể từ đầu giải đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của giới truyền thông. Trong buổi tập vào chiều ngày hôm nay, thì truyền thông Indonesia dành sự quan tâm đặc biệt cho tiền đạo Trần Danh Trung. Cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên, thì khả năng ra sân của Trần Danh Trung vẫn còn bỏ ngỏ. Dẫu vậy, thì huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn cũng đã có những phương án trong trường hợp xấu nhất là Trần Danh Trung không thể ra sân. Hữu trưởng Văn Bình, nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đang tác nghiệp tại Phnom Penh, Campuchia. Một ngày trước trận đấu bán kết, thì Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã có một bức thư gửi đội tuyển U22 Việt Nam. Trong thư, thì Bộ trưởng mong muốn đội tuyển U22 Việt Nam hãy noi gương thế hệ đàn anh, đoàn kết, quyết tâm, thi đấu đạt thành tích cao nhất, thể hiện được nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đây là một sự động viên rất lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ trẻ trước trận đấu quan trọng sẽ diễn ra vào lúc 15:30 chiều mai. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, rạng sáng nay AC Milan đá trận đấu sớm ở vòng 25 giải vô địch quốc gia Italia. Kể từ ngày ký hợp đồng với tiền đạo Piatek thì chỉ cần giữ sạch lưới là AC Milan có thể yên tâm vào chiến thắng. Vì lúc này thì không có hàng phòng ngự nào có thể ngăn cản được tiền đạo người Ba Lan ghi bàn cả.